Diễn đàn chính sách với chủ đề chuyển đổi số, bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa. Dưới sự chủ trì tổ chức của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tập trung vào 3 chủ đề chính: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Diễn đàn là nơi thảo luận, trao đổi, đề xuất các cơ chế chính sách của các chuyên gia, doanh nghiệp, người dân và hơn 200 đại biểu cho chính quyền, nhằm mục đích thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số Khánh Hòa trong giai đoạn tới. Diễn đàn với quy mô cấp tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tiếp vào ngày 3 tháng 10 năm 2024. Chuyển đổi số, bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa.